thế này. Đó là gì? Đó là chất liệu gỗ hương, hương Lào quý vị anh chị em ạ. À, cái bộ ghế minh đế chất liệu gỗ hương Lào này thì được cơ sở bên em lựa chọn những cây gỗ vô cùng già và đanh. Thì để chọn những cây gỗ già đanh như thế này thì cái tông màu của nó bên em chọn đó là tông màu đỏ đen. Như quý vị anh chị em thấy này, toàn bộ khung xương này, đấy cũng như mặt ván này đều là màu đỏ và màu đen, vô cùng tuyệt vời quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì những cái cây gỗ có cái vân màu đỏ đen như thế này ấy, thì bao giờ đấy đó là những cây gỗ là già cây. Hai là những cây gỗ này nó ở ngoài bìa gỗ thế lên nó rất già và đanh, nó quặn lại quý vị anh chị em ạ. Đấy, toàn bộ mặt thì cơ sở bên em là mặt liền ván tụt quý vị anh chị em nhé, mặt liền ván tụt. Và đây quý vị anh chị em thấy này, đây là một trong những quy trình mà cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang pha phôi làm hàng cho khách. Đây quý vị anh chị em thấy này, đặc biệt là mẫu ghế minh đế hương Lào chọn vân đỏ đen này, cơ sở bên em quý vị anh chị em cảm nhận này, toàn bộ gỗ này, đấy toàn bộ gỗ này đều là tuyển chọn những cây gỗ vân đỏ đen rất già rất đanh quý vị anh chị em thấy này. Đây đấy, pha phôi này, cái hàng nó đẹp, nó đẳng cấp hay không quý vị anh chị em phải xem trực tiếp tại xưởng đấy, từ khi pha gỗ anh chị em ạ, vô cùng tuyệt vời. Đấy, đây những cây gỗ này đều là những cây gỗ xỉ, đấy xỉ không tâm, rất già và đanh quý vị anh chị em nhé. Thì bộ ghế này thì đây quý vị anh chị em này, vai minh đế đây, đấy bên em làm này, vai rất cong, cả một cái phên gỗ rộng như này chỉ lấy được cái vai thôi. Đấy là một trong những nguyên nhân vì sao mà mẫu ghế minh đế bao giờ thế người ta bỏ nhất dáng nhì ra, cái dáng nó quyết định anh chị em ạ. Đấy, thì vai minh đế đây, riêng bộ này bên em làm vai ba khúc, anh chị em thấy này, vai ba khúc vô cùng cong. Đây anh chị em cảm nhận này, đấy cả một cái cục gỗ rất to nhưng mà khi mình mà vanh ra chỉ lấy được một cái vai như này, vai đấy, đầu tay minh đế là như này anh chị em ạ, vô cùng tuyệt vời. Thì những sản phẩm như này là một trong những sản phẩm vô cùng cao cấp, là một trong những sản phẩm mà đầu năm 2023 này đồ gỗ nội thất cao cấp Sang Trang sản xuất để phục vụ quý vị anh chị em, những vị khách khó tính nhất của mình quý vị anh chị em ạ. Và nếu quý vị anh chị em có nhu cầu, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 081 703 5555 hoặc là qua kênh YouTube đồ gỗ Sang Trang để sớm nhận được những sản phẩm, những tác phẩm đồ gỗ mới nhất từ cơ sở bên em. Đây anh chị em thấy này, đấy chú Thọ bên em đang vanh cái vai của minh đế anh chị em ạ, vanh cái vai của minh đế. Còn đây riêng để nói về cái bộ minh đế này thì anh chị em cảm nhận này, toàn bộ vách này, riêng về gỗ hương nào bên em làm vách này là vách liền một tấm, anh chị em thấy không, vách liền một tấm cong hình chữ S vô cùng lạy anh chị em nhé. Đấy, bình thường vách thì vẫn làm vách ô đố anh chị em ạ, khung và lòng ván. Còn đây là bên em là vanh cả một cây liền, sau đó đục xiên phi xuống đấy anh chị em ạ, đầu tay thì đục rất đẹp. Toàn bộ là hàng này là hàng dáng, là dáng chuẩn mẫu tàu Trung Quốc, sản phẩm hiện đang là quần để nguyên mọc để ngơi anh chị em thấy này. Đây là hàng để ngơi này, đấy hàng để ngơi anh chị em cảm nhận này, em rửa cả ghế đây anh chị em thấy này. Đây anh chị em cảm nhận không, trong ngoài ven tít tất cả đều có thang hét hết, yếm cài hết, hàng có thể tháo lắp được quý vị anh chị em ạ, có thể tháo lắp được, bởi vì bên em là một trong những đơn vị phục vụ rất nhiều các thị trường khó tính nhất. Và để nói về mẫu ghế minh đế như thế này thì là một trong những sản phẩm mà bên em làm rất nhiều rồi. Đây chốt hèm đấy anh chị em thấy này, đấy mọng chốt âm dương đều có chốt hèm hết. Thông số kỹ thuật của ghế minh đế đó là gì, 6250, đôn này bên em làm đôn 3848. Và không riêng gì về các sản phẩm được làm từ gỗ hương Lào, quý vị anh chị em thấy này, bên tay trái quý vị anh chị em, đây là một trong những sản phẩm vô cùng cao cấp, phải nói là như thế, được làm từ chất liệu gỗ đó là gỗ chắc đen quý anh chị em cảm nhận này. Toàn bộ mặt này đây nhá, toàn bộ mặt này, mặt bên em vẫn còn để không chưa lòng anh chị em cảm nhận này, thang này, đấy lỗ thang đây, mặt chưa lòng vào đấy. Để làm sao nhất là những sản phẩm cao cấp như này chúng ta phải nhìn thấy trực tiếp tại xưởng anh chị em ạ. Đấy, cái quy cách làm cũng như là những sản phẩm cao cấp thì bao giờ thế nó lên được điều gì, cái thương hiệu của cái người làm cũng như cơ sở làm anh chị em ạ. Đấy, thì bộ minh đế hương chắc đen này thì bên em vẫn làm kích cỡ là gì, 6250 anh chị em nhé. Hàng toàn bộ là hàng vẫn còn để tháo lắp này, chưa gắn keo này. Khi nào quý vị anh chị em yêu thương chốt thì bên em sẽ cho gắn keo và sửa, và còn rất nhiều các quy trình rất chi là khắt khe, cũng như là còn nhiều rất nhiều công đoạn để làm nên một bộ sản phẩm đẹp. Quý vị anh chị em quan tâm thì có thể qua kênh YouTube đồ gỗ Sáng Trang để tìm hiểu sâu hơn về những dòng ghế như thế này.
Và cơ sở bên em là một trong những cơ sở xuất thân từ làng nghề đồ gỗ Hương Mạc Phù Khê Từ Sơn Bắc Linh. Nếu quý vị anh chị em có thời gian, vui lòng qua xưởng em, chúng ta uống trà, chúng ta xem đồ, xem trực tiếp những người thợ bên em làm đồ, quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì để quý vị anh chị em hiểu nhiều hơn về quy trình cũng như pha phôi, cũng như làm nên một bộ minh đế đẳng cấp thì nó trải qua rất nhiều quy trình. Và đây là quy trình pha phôi anh chị em ạ. Đấy, pha phôi mẫu vô cùng chuẩn anh chị em ạ. Đấy, vai này anh chị em cảm nhận này. Đấy, vai minh đế làm này rất cong, đầu tay đậy thế này. Đấy, ví dụ đơn cử đây nhá, anh chị em thấy này, đây em mang cả cái mẫu này ra để cho anh chị em biết này. Đây, đơn cử đây, đây là cái đầu tay minh đế này anh chị em này. Đấy, như này này, anh chị em cảm nhận chưa? Đấy, chuẩn mẫu chưa? Đấy, mẫu này. Sau đó là mình sử dụng những cái máy mình bo tròn, nó bo tròn đều. Vai này là vai ba khúc, hàng này là hàng đẳng cấp quý vị anh ạ, hàng đẳng cấp chân liền cột. Đây, toàn bộ này, toàn bộ chân hậu này, đây là chân hậu của ghế minh đế này, chân hậu và cột là liền nhau từ trên xuống dưới. À, khung tranh lồng theo kiểu là cắt khớp quý vị anh chị em nhé. Đấy, toàn bộ chân liền cột hết, chân hậu liền cột, chân tiền cũng liền cột, hàng mộng thủ mộng kẹp đầy đủ hết quý vị anh chị em ạ. Vách liền và là lắp ván tùn. Đây là một trong những sản phẩm vô cùng tuyệt vời, cũng là cao cấp nhất trong những dòng sản phẩm kiểu cách mà những sản phẩm minh đế mà bên em đóng quý vị anh chị em ạ. Và rất mong những sản phẩm như này được quý vị anh chị em cả nước yêu thương đón nhận. Một lần nữa, đồ gỗ nội thất cao cấp Sang Trang xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị em. Chào thân ái.